Chào các bạn, tôi là giáo viên Phan Nhật Trung, trực thuộc Trung tâm Tinh học Khoa học Tự nhiên. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với bạn làm thiệp Tết bằng một số phần mềm hỗ trợ và phần mềm chính để làm nên một cái thiệp Tết như thế này á thì mình sử dụng chương trình Flash để mình làm. Đây là cái kết quả của bữa hôm nay hướng dẫn để mình làm ra một sản phẩm thiệp Tết như thế này bằng một số công cụ cơ bản à, thì ở đây mình sẽ cung cấp cho bạn một số cái dữ liệu ví dụ là cái nền hoặc là một số cái bông hoa cộng với một phần của cái tia để mình làm nên một cái sản phẩm kết thúc như thế này à thì bây giờ mình sẽ mở phần mềm lên ở đây mình sử dụng phần mềm là Flash C6 để mình làm nên cái thiệp đó thì trong phần dữ liệu ở đây mình sử dụng Photoshop để mình thiết kế nên một cái thiệp nền như thế này thì mình sử dụng cái thiệp cái hình ảnh như thế này để mình thiết kế nên một cái thiệp động thì kích thước của hình ảnh này á thì mình coi nó là 670 và 300 thì mình mở chương trình flash lên được như thế này thì mình nêu một file mới Action 3.0 mình chọn cái kích thước ở đây đây là 630 Và bao nhiêu 670 và 300 Mình enter Mình được một cái nền như thế này à, Một cái background như thế này Và bây giờ mình sẽ import cái hình vô Import to stay à, Import thẳng vào stay luôn Không cần vào library mất công Mình phải kéo ra Mình chọn Bây giờ mình chọn thâm lên nè à, Để mình dễ thấy Double click vô mình được một cái hình như thế này có kích thước đúng với kích thước nền của mình ví dụ mặc định nó sẽ nhảy vô giữa giữa của trang giấy bây giờ ví dụ nó lệch trang giấy thì mình canh chỉnh làm sao mình chọn bảng là mình chọn là uh, live to stay là trang giấy làm chuẩn mình chọn giữa ngang giữa dọc thì lúc này mình cần cho enter thì mình sẽ được một tấm nền như thế này đơn giản à, mình đưa cái thao tác mình mới vừa làm á là đưa một tấm hình vào trong flash thì mình đặt tên giống như bên photoshop là mình double click vào cái tên và mình đặt tên là nền khóa layer lại mình làm việc cái layer nào thì mình sẽ khóa lại thì mình mới cái mở cái thiệp này lên thì mình nhìn thấy nè nó sẽ hiển thị từ mờ sang rõ cái hình này thì lúc này tôi ẩn cái lớp này đi tôi sẽ tô một cái nền màu đỏ để cho nó cho nó chuyển từ m sang rõ à. Tôi nhấn F6. Tôi sẽ copy thêm một khi frame của cái nền này. Tôi chọn là real Stream Chọn đối tượng. ha. À. Và mình chọn thuộc tính là alpha. Ban đầu là từ m sang rõ, chọn từ m mình kéo sang rõ. Được không? Từ m sang rõ. Ctrl enter nè. Đó từ mờ sang rõ mình cứ thấy nó chớp tới chớp lô hoài là do cái khoảng thời gian tồn tại của nó không có từ đây tới đây sau đó nó sẽ quay về con số 1 ở đây mình sẽ nhấn phím F5 để tạo thời gian tồn tại cho nó ví dụ tôi đặt con trỏ chuột ngay vị trí số 150 tôi nhấn F5 lúc này cần cho enter thì mình sẽ thấy một cái hình chuyển mờ từ mờ sang rõ ha à, và lâu một khoảng thời gian một tí nó mới lặp lại rồi một chút nó đứng yên thì mình sẽ xử lý sao mình đã làm xong một cái nền mình tạo một lớp layer mới mình coi bài và mình phân tích tiếp tiếp tục <laughs> mình sẽ thấy xuất hiện một số cái tia bên này một số cái tia sáng thì trong dữ liệu làm bài của mình trong dữ liệu làm bài của mình thì sẽ có một cái phần tia đây double click vô ha à, thì ở đây cần cho enter thì bạn sẽ thấy được cái tia tỏa sáng thì cái tia này thì người ta đã làm cho mình rồi mình làm nó rất là cực làm nó xấu nữa thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm phần mềm sau để chuyển đổi từ fl a từ SWf sang f -L -A. thì cái phần mềm đó thì mình sẽ chỉ sau ở đây mình có dữ liệu thì mình sẽ cung cung cấp dữ liệu sẵn cho bạn để đưa vào thôi ha Bây giờ cái file của mình tên là tia và file bên đây tôi sẽ lưu lại lưu lại ví dụ tôi lưu ở ổ đây tôi đặt là demo thiệp đi chẳng hạn rồi mình sẽ mở cái file tia lên nè mở file tia lên thì bên mình chọn cái file demo thiệp mình chọn cái thuộc tính library nè bản library nè chọn tia để mình chọn cái stray số 13 vô stray số 13 là cái movie clip để tạo nên cái tia này À, cộng, double click bạn coi giờ bạn nó tự động nó tạo cho mình cái tia. Cái tia này tạo rất là cực ha. Do đó mình sẽ lấy dùng phần mềm để lấy từ những banner trên web đem về. Bạn thấy nó tự tạo cho mình một cái tia ha, à, mình nhấn phím quy để cho nó thu nhỏ lại một tí và mình copy một vài cái cành của nó chẳng hạn. Mình có thể là to nhỏ hay gì đó tùy theo ý của mình ha à, mình có thể giảm alpha đây chẳng hạn tôi sẽ giảm alpha một tí cho nó mờ một tí thôi 40 40 thì lúc này mình sẽ thấy nè đó có một số cái tia thì theo mình thích tùy theo mình thích ha à, nhỏ nhỏ trên đây thôi chẳng hạn rồi nhấn cần cho enter mà thấy ở nãy mình giảm alpha thì hai cái tia này nó mờ hơn bình thường không? á à, mình có thể xoay xoay một tí xoay một tí để nó có cái độ lệch tia so với những cái đối tượng kia nó sẽ tự nhiên hơn một tí ha à, thì bây giờ cái file này mình không cần nữa mình tắt nó đi nhớ là mình trong lúc làm bài thì mình nhấn control s để mình lưu bài nha ở đây tôi sẽ đặt cái này là layer tia tiếp tục bài của mình tiếp tục sẽ làm về cái gì ở đây mình sẽ làm cái chữ chúc mừng năm mới bạn có thấy chữ chúc mừng năm mới nó chạy à đúng không thì bây giờ mình làm thì nó rất là cực cái phần mà giai đoạn mà làm cái chữ này thì bài thứ ba bài thứ thứ tư trong lớp học thì mình đã hướng dẫn rồi nhưng cái bài này để demo một cái thiệp nhanh á thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm hỗ trợ đó là phần mềm flash phần mềm này chuyên dùng hỗ trợ cho chữ chữ hiệu ứng cho chữ thì bạn cài phần mềm này vô phần mềm này rất là nhẹ ha và nhớ là phải rác bạn muốn đánh được bạn muốn xuất qua bên flash được á mà nó hiển thị tiếng việt như thế này á thì bắt buộc bạn phải đánh là vini bạn nhớ là chọn vini nó mới hỗ trợ cho bạn ha bây giờ mình chọn chữ chúc mừng năm mới tạo chữ chúc mừng năm mới ở đây tôi có demo cho bạn nè đó là cái phần đây nè đó chữ chúc mừng năm mới như thế này bây giờ tôi đánh là chữ chúc mừng năm mới phần mềm này rất là đơn giản bạn thấy ở đây mình đánh mà nó khuất chữ mới không mình cho nó sai chữ nó nhỏ lại một tí khoảng 30 chẳng hạn Ha. À, khoảng 30 chẳng hạn. Năm mới đánh xài. Ở đây mình chọn lại cái um, Vini. Vini rod nó nó giống cái bài mẫu. Được không? Ha à, mình chọn nó phần 40 lên tí xài nó lớn lên một tí. Đừng như thế này, mình có thể chọn màu cho nó nè. Ha à, màu sắc cho nó nè. Mình có thể chọn kiểu nè ha kiểu sơ cô nè đó bạn thấy nó quay vòng vòng không rất là nhiều kiểu để mà dễ làm việc bạn kích vô đây bạn dùng mũi tên lên xuống bạn chọn kiểu nó nó sẽ nhanh hơn ha ở đây á mình chọn nó là cái kiểu bullet bullet cho nó đơn giản ha chứ quay vòng vòng chóng mặt lắm ha thì bây giờ mình chọn cái xuất ra bên flat xuất làm sao mình chọn là export swf thì qua bên đây, thí dụ tôi chọn là bullet đi chẳng hạn, tôi đánh là 01. Ok. Thì lúc này qua cái phần thiệp của mình, mình có bullet 01, có cái chữ như thế này. Đơn giản không? Đơn giản ha. Bây giờ mình muốn là bài của mình nè. À. Đó. Mình muốn là sau khi cái hình từ mờ tới rõ nó xuất hiện xong rồi mới xuất hiện cái text chúc mừng năm mới Thì ở đây tôi đánh chữ là test 01 Tới đây mới xuất hiện chữ chúc mừng năm mới Tôi chèn, tôi nhấn phím F7 Là phím tắt Còn mình không thích mình kích chuột phải Insert blank frame Được đi thế này không? Tôi sẽ tạo một cái movie clip hoàn toàn mới để chứa cái chữ của mình ha Chữ này tôi đặt lại chữ chúc mừng Nhớ đừng đặt tên tiếng Việt ha, đối với Mo Philip tôi đặt là ship gạch MC để tôi phân biệt giữa các sim boy. Thì lúc này tôi sẽ em bọt to stay. Hồi nãy mình làm là bullet 01. Đó, tự động mình sẽ có một dãy cái diễn hoạt, nếu mà mình làm bằng tay rất là cực luôn á. ha thấy cái nhược điểm ưu điểm của bạn phần mềm plug ha, mình kéo vào cái chỗ mà vị trí mà mình muốn đặt thì lúc này mình cần cho enter được không mình được một cái test rất là đơn giản rất là nhanh luôn mà bạn thấy nó cứ chạy chạy tới chạy lôi hoài nhanh quá mình nhìn hoài nó nhức đầu double click vô double click vào cái movie clip mình mới vừa tạo mình cho nó khoảng um, thời gian tồn tại đứng yên lâu một tí đi mình khoảng 100, 120 đi mình nhấn F5 cần cho enter thì mình sẽ có thời gian đứng cho nó lâu lâu bạn thấy lâu lâu một tí nó mới lặp lại nó chớp là do cái khoảng thời gian ở ngoài đây nè nó không đủ dài f 5 dài ra một tí thì bạn nhìn nè thời gian tồn tại của nó đứng lâu hơn một tí ha à, chốt nó mới sẽ lặp lại thì tương tự như vậy <laughs> tương tự như vậy thì mình sẽ có một cái Thuộc tính là giáp ngọ Một cái test là giáp ngọ 2014 Giống như trang vậy thôi Thì tôi làm lại thêm một lần cho bạn nữa là giáp ngọ Giáp ngọ 2014 Thì mình chọn cái phong chữ Phong chữ của nó là phong chữ Nó là Vini Mình chọn thử nha Đó Phong chữ này Rồi Sau đó mình cũng sức Mình thích mình chọn hiệu ứng gì đó tùy bạn ha Ở đây tôi đã chọn cho bạn một cái hiệu ứng đó là Small Big Small Big Mình chọn thuộc tính là Small Big kiếm thuộc tính là small big đó nó chạy như thế này bạn muốn chạy ngang chạy dọc chạy qua chạy lại gì đó hai mũi tên này là hiệu ứng của nó nè đó mũi tên là hai cái chạy vô hoặc là mũi tên này chẳng hạn tôi cũng x tôi cũng chọn là small big tôi không chấm một ha thì lúc này qua bên đây tôi lại một lần nữa tôi làm một cái gì bạn thằng này xuất hiện trước ví dụ Tôi muốn này xuất hiện sau Sau 60 gì? 60 frame Tôi đặt là test không mấy Tôi đặt là test 02 Tôi nhấn F6 Thì lúc này tôi sẽ nhấn phím Ctrl F8 Tôi đặt là Giáp ngọ MC Được không? Nhớ là bỏ vào movie clip Nà, Để thanh timeline của mình nó không có lộn xộn và movie clip rất là bạn đã biết công dụng của nó rồi ha import to style small big 01 lúc này bạn sẽ thấy được chữ giáp ngọ được không mà bạn thấy cái tấm đây nè cái chữ dưới đây nè bạn nhìn là nó rất khó để canh nếu bạn nào nè đã rất khó lại canh bạn thấy nó lệch đây nè bạn nhìn nè nha mình đặt ở đây nè đó nó bị lệch đây không thấy rõ ràng nó lệch không rõ ràng đây nè cái tấm nằm đây nè rất khó để canh luôn á rất khó lại canh thì bây giờ làm làm sao để cho nó dễ canh. Double click vô nè ha, tôi kéo xuống nè. Double click vô cái movie đó. Tôi muốn di chuyển nguyên một đoạn ram này lên ngay tâm này luôn. Đẳng đâu thì để đó luôn. Ha không phải còn phải canh bằng mắt. Bật tùy chọn thứ nhất. Bật tùy chọn thứ hai và quét đầy đủ từ đầu cho tới cuối đoạn frame. Sau đó mình sẽ nhấn Ctrl A. Ctrl A. Mình sẽ kéo đúng ngay cái tâm của thằng này. Được không? tắt hai tùy chọn này đi hai tùy chọn này có tác dụng là di chuyển nguyên một đoạn frame ha à, di chuyển nguyên một đoạn frame thì lúc này mình sẽ xích xuống tỷ có được chưa đó được không? mà bạn thấy nó chạy hoài à. nhức đầu quá cũng giống như chang cái chữ hồi nãy tôi cũng cho nó một khoảng thời gian gì bạn một khoảng thời gian tồn tại ha bạn nào thích cho nó cao xa ra một tí thì lúc này tôi được một cái test như thế này không đó nó sẽ chạy chậm hơn kia một tí và nó có một cái hiệu ứng khác hơn được ha đơn giản đơn giản rồi tôi được một cái test thứ hai bây giờ bạn thấy cái test thứ cái test happy điều gì ở dưới á bạn nhìn nè nó có một cái viền chạy theo cái chữ đó cái viền chạy theo cái chữ thì bây giờ ở đây tôi sẽ tạo một layer mới tôi đặt là test 03 tôi nhấn F7 tôi đánh cái chữ Happy New Year tôi chọn cái phong chữ này luôn đi các bạn ha thích chọn phong chữ này luôn tùy mình mình có thể biến tấu cái trang của mình 35 thôi lớn hơn tí cho nó đẹp nè đó tự nhiên mình thấy cái layout này sẽ đẹp hơn cái layout nãy một tí đó được không hơi lớn hơi lớn rồi mình cho khoảng cách khoảng cách tới năm chẳng hạn. hai. rồi. ở đây nó có một cái layer viền chạy theo, do đó tôi sẽ copy một layer, tôi tạo layer mới là layer viền. cái layer viền này tôi sẽ nhấn F7, tôi dán ngay vị trí tại chỗ luôn. ha, à, cái này có hai layer nè bạn, được chưa? cái layer viền này màu đen, tôi cho nó là tôi khóa cái layer chữ này lại tôi chọn layer viền này tôi cần b lần thứ nhất cần b lần thứ hai nó là viền còn mình đây mình là nền không ha à, tôi tạo một cái movie clip để cho nó chạy trong đó chạy đi chạy lại hoài luôn không ảnh hưởng tới thêm like chính tôi đặt là viền double click vô thì lúc này mình dùng cái ca màu ca lớn nè đổ màu nền và ca nhỏ đổ viền tôi chọn đổ viền ha viền viền Được chưa? Đó. Và tôi nhấn delete để tôi có cái nọ cái viền thôi. Ẩn cái lớp này đi, bạn sẽ thấy bằng được cái viền không? Được không? Ha, tôi cho nó tồn tại tới 85. Thì lúc này cái viền nó xuất hiện những bài mẫu nó xuất hiện từ từ chạy ra chứ không phải xuất hiện đột ngột như của mình. Ha, Thì bữa rồi mình đã học mắt rồi thì bây giờ mình vận dụng mắt nè. Mình tạo một cái lớp nằm ở trên, mặt nạ lúc nào cũng là một lớp nằm ở phía trên. Mình dùng công cụ rết mình chọn đầu cọ lớn hơn một tí. Ha, màu gì cũng được hết á, để cho mình dễ nhìn, mình chọn màu khác. Ở đây nếu ai làm kỹ thì mình chọn từng nét, còn nếu ai mà làm không kỹ thì mình quét từng chữ cũng được, không vấn đề gì hết đó Vừa nhấn F6, vừa xóa. Ha, ai xóa kỹ thì nó sẽ ra đẹp. Được không? Công việc này rất là nhàn luôn, chỉ cần vừa xóa vừa nhấn F6. À, mình thấy nó nó cực vậy chứ khi mà ra kết quả bạn thấy nó vui. Được không? vừa xóa vừa nhấn f6 bạn thấy ở thêm like từ từ nó sinh ra bạn nào mà xóa càng nhiều thì thêm like chính của bạn nó sẽ càng nhiều frame nó sẽ mịn hơn mịn màng hơn một tí kết chuột phải ở đây là mắt nè ha à, thì lúc này bạn sẽ thấy được cái chữ của mình nó có cái viền mà cái viền này nó sẽ chạy Đó được chưa Tại sao nó đứng ở khoảng thời gian này kỳ vậy? Thì mình mình coi nè, đó khoảng thời gian của mình từ đoạn này tới đoạn này mình không có ấy nè, mình xóa nó đây ship F5. Nãy mình không chọn ở từ đầu quá shift F5. Thì lúc này mình nhìn nè bạn. Đó nó chạy bạn thấy không? Đó. Bạn muốn tồn tại lâu thì bạn nhấn F5 luôn. Lâu lâu nó sẽ lặp lại một lần. Được không? Đơn giản không? Đó đó được ha bây giờ như vậy thì nó không có màu sắc của không khí xuân gì hết trơn á mình chọn thêm một tí nữa bài của mình bạn thấy thêm một tí nữa hoa hoa nó rơi xuống được không bây giờ tôi sẽ dùng một layer là layer hoa lâu ha luôn tí ở đây tôi có đưa bạn một cái dữ liệu bông hoa nếu bạn mà không hình dung ra thì tôi đưa cho bạn một cái bông hoa như thế này thì mình chỉ cần đơn giản thôi mình vẽ một cái cánh thôi cánh đẹp đẹp một tí rồi tôi chỉ dùng cái cánh đó thôi đó tôi bỏ cái này đi ha tôi cho nó màu vàng đi chẳng hạn thì lúc này tôi mới dùng một cái gì bạn xây không anh đâu lại một cái đi tôi lấy cái tâm nữa em bật nó vô ha thôi khỏi luôn đi mình quét tất cả này mình về cái tâm nó sẽ xuống một tí mình xây nó thôi mà 60 tôi xây 6 đứa đó mình được một cái tầm sau đó mình lại Ctrl trên C Ctrl trên C, c, -c nè mình lại Ctrl trên V cho nó lệnh tí để mình có một cái gì nữa bạn hoặc là mình dán tại chỗ mình giữ antenna ship vô cũng được tùy mình thôi tôi muốn nó ngẫu nhiên nó là lệch cái tâm tí nó mới đẹp ha sau đó tôi nhấn phím quay nhỏ xuống một tí Đó cái bông vậy là được rồi Hoặc là ai thích nhỏ một tí nữa thì nó mảnh mai tí thôi Được vậy không Quét đối tượng tôi nhấn F8 Tôi biến thành hoa MC ha Mình nên làm trong Mình chỉ cần làm một cái nào mà đối tượng nào mà nó có một đối tượng mà nó chạy giống như giống nhau như thế này thì mình làm trong movie clip chức năng của movie clip đầu tiên là copy đối tượng rất là dễ ha thì mình làm đối tượng vậy đi chẳng hạn cho nó vàng lên này nó chưa đủ vàng bây giờ à, mình sẽ nhấn f6 chẳng hạn mình diễn quạt ray nhấn f6 mình diễn quạt ray Elastic cũng được ray Motion cũng được ha chọn đối tượng qua đây từ đây nó bay qua tới đây coi coi nó nó chạy có đẹp chưa nó chạy nhanh đúng không thì mình cho nó dài ra một tí, 100 chẳng hạn. Rồi, ngắn là đang tí đây. Rồi sau đó tới vị trí 200. Tôi nhấn F6 một cái. Tôi qua bên đây. Và tới vị trí và nhớ là mỗi lần vậy mình nhấn elastic để cho nó có bước trung gian. Tới vị trí 300, tôi nhấn F6 một cái, elastic. Sau đó tôi sẽ chuyển qua bên đây. Đúng không? Rồi, vị trí 400 chẳng hạn làm cho nó xa xa ra F6 lát xích cái nữa và tôi cho nó bay xuống đây tí tôi đã bao bốn vị trí bạn thấy có một cái bông bay từ bên đó được không mình muốn nhanh thì cái khoảng thời gian thời gian mặn trăm hai trăm ba trăm á mình cho nó ngắn lại một tí thì nó sẽ chạy nhanh hơn một tí thì bây giờ cuối cùng mình cho nó tồn tại đây 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 ha một cái f 5 thì bây giờ mình muốn copy cái bông này không rơi ban đầu hồi nãy tôi quên tôi nhấn tôi quên tôi nhấn uh, quên nhấn F7 cho các bạn á. Giờ nó bắt đầu nó xuất hiện từ lúc ban đầu thì bằng kỹ cần việc là tránh cái mẹo là xuất hiện từ lúc ban đầu bằng cách là nắm con tỏi chuột mình kéo kéo tới vị trí nào mà mình thích nó xuất hiện tới đây chẳng hạn được không Gọi là tôi muốn nó xuất hiện tới vị trí này là nó đã xuất hiện cái bông rồi đi chẳng hạn ha thì lúc này mình được một cái hoa mình nhấn thêm một lần F8 nữa tôi được một cái rồi bây giờ tôi làm một chùm hoa luôn một chùm hoa tôi được một cái tôi giữ phím A tôi copy ra được chưa bạn muốn nó ngẫu nhiên đẹp đẹp đó tôi cho cái to cái nhỏ cái to cái nhỏ được không cái nhỏ cái to rồi cho nó nó nhiều lên một tí cho nó đẹp ha rồi đó tôi được nhiều đối tượng như thế này tôi tạo chừng khoảng một chục layer cũng được ai ngồi rảnh thì cứ tạo còn đây tôi cho nó sinh ra là vị trí kinh tế giữ phím an sinh ra là vị trí kinh tế giữ phím an sinh ra là vị trí kinh tế bạn có thể quét trong lúc nó nó có sinh thêm chẳng hạn đó mình có thể xin thêm đối tượng chẳng hạn giữ phím A là vị trí một tí rồi mình bỏ layer đi năm layer đủ rồi tồn tại nhấn F5 tồn tại Ctrl Enter thì lúc này mình gần như đã hoàn thiện không à, gần như đã hoàn thiện về cái phần mà mình tạo một cái banner test được không bạn muốn là bạn thấy nó chớp rất là đột ngột là do thời gian tồn tại nóng đủ bạn kéo nó dài gan tí nữa cho nó chạy nhiều lên những cái đối tượng này bạn có thể làm việc gì bạn có thể tin màu nè bạn có thể giảm opacity nè một cái nhỏ một cái to một cái mờ một cái rõ nè tùy mình thích thôi à, tới đây thì ngẫu nhiên của mấy bạn rồi làm ở đây tôi chỉ hướng dẫn cho bạn làm trong khoảng thời gian cho phép do đó tôi chỉ hướng dẫn mà làm được thôi làm đẹp thì bạn phải gò một tí Còn những cái bông này bạn thấy nó không có quay Nó không có đẹp Thì lại thêm một lần nữa Bạn có thể double click vô từng cái chi tiết của cái hoa này nè Nó nói chi tiết vậy thôi Chứ bạn sửa một cái hoa này Tất cả những cái đó, hoa khác nó sẽ ảnh hưởng theo á Tôi sẽ CW nè ha Một đứa CW là cung quay theo chiều kim đồng hồ tôi thích này ngược lại là cw nó lạ một tí ha ấn tượng một tí thì lúc này bạn thấy nè Có cái bông quay cùng chiều kim đồng hồ Có một đoạn Ngược chiều kim đồng hồ Được không Được không Nó nhiều quá nó hơi rối rồi đó bạn Hai Bạn bỏ bớt cái bông Bạn bỏ bớt cái bông Bây giờ cái thanh thêm like của mình á Thanh thêm like của mình nè à, Nó đột ngột quá nó cứ quay lại hoài à Nó dừng tới vị trí khoảng à, Nè ở đây mình cho nó tồn tại Tới 590 à không tôi muốn cho nó đứng yên ngay vị trí này luôn tôi tạo một layer mới xin lỗi cái này ra xin nha ra xin nè tôi tạo một layer mới là layer viết code tôi sẽ tạo một f 7 và nhấn f 9 để tôi viết lệnh setup được chưa lúc này tôi nhấn cần cho enter thì lúc này cái timeline của mình nó sẽ dừng luôn bạn sẽ cái hiệu ứng của mình nó cứ lặp tới lặp lại lặp đi lặp lại được không? ở đây tại vì mình làm banner á, mình đỡ nặng hoặc là mình thấy hiệu ứng của mình nó nhiều quá rồi, do đó tôi mới không tôi sẽ không hướng dẫn bạn cái phần mềm là bạc tico xanh để tạo hiệu ứng. còn nếu mà bạn nào mà muốn mở rộng thêm một tí có hiệu ứng á thì bạn chọn dùm tôi cái phần mềm là bạc tico xanh thì bạn cái phần mềm này nó hỗ trợ cho phim nhưng đối với lát nó vẫn hỗ trợ được bạn sức hiệu ứng từ bên đây qua cũng được ha thì phần mềm nó nặng một tí do đó nó sẽ làm cái thiệp của bạn nặng hơn một tí thì bây giờ à, tôi chỉ hướng dẫn cho bạn nè nó có rất nhiều cái hiệu ứng không đó một số hiệu ứng bạn thấy nó rất là đẹp phù hợp với pháo nổ rồi đó những cái phim mà người ta sử dụng hiệu ứng ha bạn dùng phần mềm để bạn xuất nó qua flash ở đây thì từ nãy giờ tôi đã hướng dẫn cho bạn một cái file flash làm bằng thiệp à, làm thiệp bằng flash thì bây giờ bạn chỉ việc là lưu sau đó bạn nhấn thành enter thì lúc này bạn có thể gửi cho bạn bè của bạn nhân dịp năm mới thì bài hướng dẫn của tôi hôm nay là hết cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha kết thúc của mình là một file นะไฟอย่างไรเดิม